Thì vợ thì đi làm công ty, chồng thì ở nhà chăn nuôi bò, dâu thì đi làm thì cũng có quen bạn, rồi cũng không biết nguyên nhân sao mà cũng như là nhắn tin nhắn qua lại vậy đó. Rồi con của cô nó mới bắt gặp được. Bắt gặp được đó thì vợ chồng nó thì chuyện mà mâu thuẫn gì thì cô không có biết, nhưng mà tới chừng mà nó giấu riết tới chừng mà ngày 29 thì cũng không 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 có gì, nhưng mà cái ngày 30 á nó mới bộc lộ ra là nó bị nặng rồi. Về thì thằng trai nó sợ, nó nói thôi giờ mẹ ơi, mẹ đóng cửa hết rồi đi, mẹ đóng cửa đi, đóng cửa là hết đi, chứ con sợ quá đó, con sợ hỏi gì sợ. Thì trong khi đó thì con của cô nó giật cái điện thoại của mẹ của cô đi, nó nói điện nói với vợ là em ơi giờ anh năn nỉ em á, em để cho anh sống đi, anh đừng giết anh còn nuôi mẹ già và con thơ nữa. Mà trong khi đó là vợ nói ô đồ đâu có gì đâu mà anh vậy, mà cô không biết nguyên nhân gì, không biết, mà cái cú sốc mạnh lắm, đóng cửa gàng cửa đâu hết luôn. Nó Vậy thì là xong rồi nó ra ngoài mới nói mẹ ơi giờ con không có làm nổi nữa, mẹ ơi con không có làm gì nổi hơn nữa hết á. Rồi ra ngoài mới không biết tự nhiên cái ngồi mô Phật mô Phật mô Phật, đừng bắt con đi, cho con sống thêm 12 năm nữa đi rồi bắt con đi. trước tiên là con chào cô và chào em gái nha. Dạ chào anh. Cô tên gì cô hát? Tên Quỳnh Thị Quân. À cô Quân. À còn em gái. Dạ em tên Lê Thị Xuân. À hôm nay là gia đình mình muốn kết nối để tìm con của cô Quân và ông xã của em Xuân đây. Thì gọi là em Xuân đây là con dâu của cô đúng không ạ? Rồi vậy cái người mà mình cần tìm kiếm là con trai của cô là tên gì và sinh năm mấy? Nguyễn Văn Sáng, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1990. Dạ, 1990. Và Sáng đã thất lạc gia đình và bỏ đi lâu chưa cô? Đi từ cái ngày mà mùng 1 Tết lúc đi là 5:20 rồi tối nay về. Gia đình cũng kiếm nhiều chỗ nhiều nơi rồi, cũng nhờ tùm lum hết rồi mà giờ con không có về. Và nghe nói đầu óc cũng không được minh mẫn hả cô hả? Thì nó buồn gia đình, buồn vợ nhiều hơn, mà làm người mẹ cũng sống chung gia đình cũng tìm hiểu hỏi con, nhưng mà con nó cũng thương thương vợ giấu hết, thì nó đâm ra trầm cảm nặng dịp, rồi bắt đầu tới ngày đó nó bộc lộ ra là giờ nó cũng như là nó cũng bị thần kinh, nó suy nghĩ lâu quá trầm cảm nó qua thần kinh, mà đi từ ngày mùng 1 tới nay là cũng như bao nhiêu người tìm kiếm nó mà không có gặp, không có tin tức gì hết. Và vậy thì vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn gì đáng kể không mà lại để cho đầu óc mà gọi là để kích động hay này kia dữ không? Không nói không chị nói vậy thôi. Thì vợ chồng có xảy ra như thế nào có thể cho thông vị biết để mình hiểu được cái mức độ trầm trọng ra sao và mình phán đoán được tình hình đó. Thì vợ thì đi làm công ty, chồng thì ở nhà chăn nuôi bò, còn bà nội thì giữ cái cháu, gỡ đưa rước cháu đi học. Thì dâu thì đi làm thì cũng có quen bạn, rồi cũng không biết nguyên nhân sao mà cũng như là nhắn tin nhắn qua lại vậy đó. Rồi con của cô nó mới bắt gặp được. Bắt gặp được đó thì vợ chồng nó thì chuyện mà mâu thuẫn gì thì cô không có biết, nhưng mà tới chừng mà nó giấu riết tới chừng mà ngày 29 thì cũng không 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 có gì, nhưng mà cái ngày 30 á nó mới bộc lộ ra là nó bị nặng rồi.
rồi bắt đầu P30 đó là P1 đó là đi luôn, không có về, mà ráng dữ lắm. Cô giữ đêm đó cô nói, cô cũng đón giao thừa, nói thôi giờ 11 giờ rưỡi rồi, con nó đi ra đi vô rồi, nói thôi tối đêm nay hai mẹ con ráng canh đi. Chứ cô thấy con của cô là giờ nó không có được, là người mà cũng như ba hồi tỉnh, ba hồi cũng như là không nhớ gì nữa. Ồ, trầm trọng vậy đó hả cô, trầm trọng vậy à. Còn À. trước khi á cô, con xin lỗi, trước khi mà xảy ra chuyện đó thì là có biểu hiện gì trầm trọng không, hay là có biểu hiện là bệnh tình này kia không, hay là vì cú sốc đó thôi? Thì một cái cú sốc đó, chứ cái bữa sáng sáng cái bữa mà 29 là tối 29 là cũng không biết vợ chồng sao không biết, rồi là mẹ thì tưởng con nó, mẹ ơi tối nay con đi, con không có về, là tưởng đi về dưới, tự cái ngày 29 từ hồi nào giờ là dâu ở nhà không, mà có sự việc đó nữa, mà sự cố ra là đi về dưới cái bữa ngày 29 rồi ở lại, thì ở lại luôn, rồi cái ngày 29 không biết xuống dưới bên vợ sao không biết, mà về với là cái sáng ngày 29 ban ngày không biết sao không biết, về là nghe rồi bắt đầu nghe là sốc nặng nặng, rồi tới chừng sáng 30 về về thì thằng trai nó sợ, nó nói thôi giờ mẹ ơi mẹ đóng cửa hết rồi đi, mẹ đóng cửa đi, đóng cửa là hết đi, chứ con sợ quá đó, con sợ hỏi gì sợ. Thì trong khi đó thì bác con của cô nó giật cái điện thoại của mẹ của cô đi, nó nói điện nói với vợ là em ơn giờ anh năn nỉ em để cho anh sống đi, anh đừng giết anh còn nuôi mẹ già và con thơ nữa. Mà trong khi đó là vợ nói ô đồ đâu có gì đâu mà anh vậy, mà cô không biết nguyên nhân gì, không biết, mà cái cú sốc mạnh lắm, đóng cửa gà cửa đâu hết luôn, nó Vậy xong là rồi nó ra ngoài mới 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 nói mẹ ơi giờ con không có làm nổi nữa, mẹ ơi con không có làm gì nổi hơn nữa hết á, rồi ra ngoài mới không biết tự nhiên cái ngồi mô Phật mô Phật mô Phật, đừng bắt con đi, cho con sống thêm 12 năm nữa đi rồi bắt con đi nó, thì thấy vậy cho nên là chạy kêu kêu là cháu cái bên nhà với kêu anh về giữ, sợ là đi nữa, rồi bắt đầu mới điện kêu vợ về. Về thì thấy vợ về mừng lắm, mừng dữ lắm, nhưng mà bây giờ này á cô nghĩ là con cô nó không có còn bình tĩnh nữa, nó đi nó không biết đường về, cái bữa đó là vừa ra đi là không là xong rồi, tưởng đi về nhà cũng ý là chắc đi về mùng một nữa, rồi cô mới nói thôi để nhà ráng rồi nhờ người ta dắt sửa, xong rồi cô mới nói thôi giờ nóng dắt sửa xong đi bỏ sữa ra bến đò ngồi chờ con hoài mà không thấy về, thấy Rồi vậy chắc cô ơi, cần về. rồi con đã hiểu được một phần về cái sự chia sẻ của cô. Em Xuân ơi, anh nói chuyện với em Xuân chút xíu nè. Em Xuân ngồi vô cho nó ở trong mà người cho nó thẩm mỹ á. Cho anh Vĩ hỏi vậy là cái khi mà vợ chồng xảy ra cái việc đó đó thì là trong quá trình chung sống thì có ai hù dọa hay là có ai gì bắt nạt gì chồng em không, hay là có xảy ra cái gì trầm trọng không? Không, hồi nãy mẹ em nói là như thế này, tại nhiều khi mẹ em không hiểu là hôm bữa 29 em về dưới em ngủ, là mẹ con em đi về dưới, nhóc nhỏ em á đi về dưới xong rồi chồng em mới xuống dưới rồi kiểu như tâm lý anh không có được bình thường, anh có giật điện thoại của em, rồi anh em thấy vậy á là nhóc mới khóc quá trời đi, rồi anh em mới nói là hai chồng có gì, kiểu bữa anh em thì cũng có hơi xỉn rồi, nói là hai chồng thì có gì ngồi lại nói chuyện chứ. À, đã như vậy nhóc nó cứ khóc nó la sầm rồi ổng cũng sốt ruột, tại vì đứa lớn của em thì lúc trước nó cũng mất, ổng cũng nói là bây giờ đứa lớn đã mất rồi bây giờ còn đứa nhỏ à, thì hai vợ chồng đừng có làm ảnh hưởng tới nó này kia kia nọ, ảnh xỉn ảnh cũng hơi lớn tiếng, rồi chồng em kiểu như nó đang không có ổn định á, nhiều khi bị sốc thêm sợ thêm thôi, chứ không ai mà đầu quýnh chồng em hết á. Vậy cái sự bỏ đi ở đây là theo
theo cô và theo em á, là do không kiểm soát được bản thân mà bỏ đi, hay là do giận hờn hay là sợ sệt này cái gì cố tình bỏ đi vì sợ người ta uy hiếp hay là người ta hại này kia, thì theo nhận định của gia đình mình thì nằm trong cái tình huống nào? Có thể sợ sệt không, ở ở lại ở nhà mình có sợ sệt không? Bởi vì thế Sợ, này nè. sợ, sợ lắm, sợ, sợ cho nên mới mới đi. Bởi vì là con nghĩ thế này nè, ví dụ đây là con ví dụ nha. Nếu ví dụ như mà anh không có kiểm soát được bản thân mà em đã bỏ đi đó, thì cái việc mà nếu ai phát hiện đâu đó thì báo tin rồi em đó còn muốn về. Chứ còn nếu ví dụ như tình trạng mà cố tình bỏ đi vì sợ hoặc này kia đó, thì đôi khi kêu về sợ này cố tình trốn á, ví dụ như vậy đó, sợ nhất là tình trạng cố tình không muốn về. Đó thì trong thời gian qua thì là những cái trường hợp mà đã nhận thức được đường về và trong người không có bệnh tình đó mà cố tình bỏ đi thì thật sự là không có kiếm được ai hết trơn á. Bởi vì người ta lớn rồi mà, người ta biết đó mà người ta không muốn về thì có nghĩa là đồng nghĩa với là không có thành công. Nhưng mà nếu ví dụ như mất kiểm soát mà ai thấy đâu đó thì là gia đình đến đưa về thì cái chuyện đó là khả năng kiếm được cao hơn. Đó thì vì vậy cho nên là Tuấn Việt cũng muốn hỏi là cái tình huống nó như thế nào, cũng hy vọng đó là có ai đó trên cộng đồng cũng thấy thì chỉ cho mình, rồi mình tới đó mình âm thầm mình tới đó rồi mình đưa về. Ví dụ như Dạ vậy. dạ tại vì Và nhiều trong khi đi là không biết đường về, sợ như không biết vậy á đường con ha. về là coi như nặng rồi, đi qua cái nhà đó là nặng dữ lắm rồi, nói giờ không ai cứu nổi hết, đi qua cái nhà đó cứu thôi. Nhưng mà qua cái nhà đó thì bữa đó mùng một người ta cũng bực mình, cái thằng bạn á có vợ ở bên vợ á thì nó mới nạt cái đi, mới buồn đi về đi mà quanh quẩn riết đi, đi 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 quanh quẩn cái cầu mà cầu Bến Xúc đó rồi gì đi về đi đường bờ sông á, mà về nhà không biết đường về nhà, cứ vòng qua vòng lại á là có cái ông ở ngoài chòi đó, ông thấy ông nói vậy đó là kêu cứu tôi cứu tôi cứu tôi không muốn chết đâu cứu tôi. Nhưng mà Vậy trong à. khi đó xong dạ và trong khi đó xong vậy rồi bắt đầu đi rồi biệt tích luôn, không ai thấy không gì luôn. Nếu vậy là thuộc gì chẳng giống như là tâm thần luôn rồi chứ không phải là ấy nữa. Bởi vì trầm cảm á là người ta không có nói gì, người ta ngồi một chỗ này kia, còn mà dấu hiệu mà ví dụ như cái sợ sệt nó cứu tôi rồi là đừng có quýnh tôi, đừng có giết tôi này kia là thuộc dạng là nặng, mà được gọi chuyển biến của Là là gọi là tâm thần á. đúng rồi, đúng mà nặng rồi, coi như là cũng như trầm cảm mà ôm cái tâm mà giấu giếm không nói gì ai hết, ôm tâm mà chịu riết rồi tới ngày đó vậy rồi, cũng như nó căng thẳng quá nó đứt dây thần kinh luôn, là coi như là điên rồi, cho nên mới sợ sệt mới làm người mẹ mới lo không biết con mình giờ Rồi này tội nghiệp. ăn đâu cái này kia nó. Cô và em cũng bây giờ mọi việc nó xảy ra như vậy rồi mình cũng cứ bình tĩnh mình kiếm hướng mình giải quyết mình tìm, chứ còn bây giờ thì có lo lắng chăng nữa thì nó cũng tính đến nay cũng đã 5 tháng rồi cô ha, nay tháng từ hôm Tết đến mùng nay. một tháng một mùng một tháng một thì nay mới có ba, nay tháng ba, nay bước qua tháng tư rồi, tháng ba Tháng tháng năm rồi. hồi tháng thứ hai á, cô đúng 2 tháng là không ban ngày ban đêm gì không ngủ được, đi kiếm rồi đi chuyền nước biển tư uống thuốc tư riết rồi nằm viện này kia nọ, ở nhà chiều không có hỏi, có đứa cháu nó rước ở trên Tây Ninh nó rước lên tỉnh nó lo nó bồi dưỡng nó có từng lễ mới về, từ hôm nay họ đi ở nhà về nhà là chị không có nổi đi đi ra ngoài. Và em cho anh Vĩ hỏi là cái mâu thuẫn của giữa em với chồng thì diễn ra bao lâu, từ khi mà xảy ra cái chuyện cự cãi về tin nhắn này kia gì đó thì cho đến thời điểm mà em đó đi thì là bao lâu em? Không tới 1 tháng Không tới 1 tháng. nữa. Và còn trước đó đó thì là ảnh sống có vui vẻ với mọi người và có tỉnh táo này kia hoàn toàn không? Anh công việc gì, anh có làm công việc gì? Dạ, ở nhà chăn nuôi bò. À chắc nuôi bò, còn em đi làm công nhân. Rồi anh nhớ rồi.
Thì bây giờ thưa cô và em thế này, bây giờ mọi việc thì nó cũng đã lỡ rồi. Thì hình như là hôm trước rồi anh cũng có nghe em chia sẻ sơ đó, là hôm trước hình như em có lên một cái chương trình khác và cũng bị cái sự chỉ trích của cộng đồng này kia đó. Thì bây giờ Tuấn Vy cũng xin nói trước cộng đồng là thế này, mọi việc nó cũng đã diễn ra nó lỡ rồi, cho nên là cũng đừng có chỉ trích em Xuân nữa rồi tội nghiệp. Qua đây thì thấy em Xuân cũng lên để nỗ lực để kiếm chồng, thì đó cũng là một cái hành động mà đáng khen ngợi. Bởi vì như ví dụ như có nhiều người thì ví dụ thấy chồng dậy thì này kia thì không kiếm hoặc này kia, chứ còn bây giờ em đã lên kiếm chồng vậy thì chứng tỏ rằng là em cũng rất là ân hận về cái chuyện cũ, hoặc là cái việc hiểu lầm nhau hay sao đó, thì cái việc nó cũng đã diễn ra rồi, nhưng mong cộng đồng cũng đừng chỉ trích em. Thì cái việc chúng ta cần làm ở đây đó là kiếm kiếm người. Vì vậy cho nên là mong trong cộng đồng có ai biết được ông xã của Xuân cũng như là con của cô đây, thì mong cô chú anh chị lên tiếng. Vậy là ông xã của Xuân tên là Nguyễn Văn Sáng, sinh năm 1990. Thì khi bỏ nhà đi là đi từ Bến Xúc hả cô? Ở nhà là ở bên nhà là bên coi như là ở thành phố là coi như là Củ Chi, là bến đò Rạch Bắc, ở bên này bến đò Rạch Bắc là ấp Xóm Thú xã An Phú Rồi rồi. con tin con dạ yeah, con hiểu rồi. Con tin rằng á là cái hy vọng kiếm cũng cao, bởi vì đó là ví dụ như là người ta thất lạc cả mấy năm thì sợ đôi khi là nó lưu lạc ở đâu đó xa xôi, hoặc là bị cái tình cảnh là rủi ro này kia. Nhưng mà mới có mấy tháng nay thì con nghĩ là chắc là cũng trong cộng đồng cũng sẽ có người nhìn thấy á. Dạ cũng Rồi. có mất nhiều chứ Dạ. giờ không biết kiếm đâu hết, không không biết bây giờ là ai cũng khuyên là thôi giờ không đi kiếm nữa, đi ở nhà lo dưỡng cái thân đi, năm mai mốt một gặp con nữa. Dạ. Ngày cô của mình từ nào giờ cô không có muốn làm chuyện ác hay là cô đối xử ác với ai lắm đó. Dạ. Và nếu mà Đâu để mà bây giờ cũng vậy, cô nói thiệt chứ cô coi như gái vậy. Nhưng mà không ai hiểu được cô hết. À, thôi bớt xúc động cô. Rồi bây giờ thế này nè em Xuân nè, là nếu ví dụ như mà chồng em biết đâu được cũng đang còn tỉnh táo và đang ở một cái nơi nào đó, thì nếu mà có xem được cái video này đó thì em muốn nhắn gửi đến chồng em điều gì, thì em có thể trải lòng để có thể chồng em nghe được, và nếu thực sự chồng em tỉnh táo thì chồng em nghe được thì cũng an lòng để về đó. Thì em nhắn cho chồng em đôi lời ha. Giờ em cũng không biết nói gì, em chỉ mong chồng em sớm về cho mẹ đừng có lo lắng nhiều quá, nhiều khi mẹ em lo nhiều không có ăn ngủ được, rồi bệnh rồi con em nữa nó cũng nhắc ba hoài, nói chung mong anh về sớm. Rồi em Biết cũng anh biết là anh buồn em. Nó giờ hỏi chứ nó hiền lắm, lần nào giờ không có vấn đề gì sốt ai cũng thương hỏi, chứ ở đây giờ gặp ai cũng gặp mặt hết, ai cũng hỏi hết chị không có hỏi. Mà qua cái sự việc hôm nay đó là em với mẹ lên kiếm như vậy đó, thì chắc là nếu mà ảnh cái nhận thức được đó, thì ảnh cũng thấy được cái lòng, ảnh cũng thấy được cái sự tha thiết của gia đình. Và Tuấn Vy cũng xin nhắn thêm là nếu ví dụ như mà em Sáng đó mà còn tỉnh táo và có nghe được qua cái thông điệp của gia đình truyền tải đó, thì em hãy nghĩ tới gia đình và nên quay về nếu là em tỉnh táo. Bởi vì thứ nhất á, là nó gây hệ lụy rất là lớn, chẳng hạn như là khi sự việc xảy ra đó thì cá nhân của Sáng cũng đã bị sốc về tâm lý và đã xảy ra cái tình trạng là trầm cảm, rồi cho đến là tâm thần luôn á, chứ không phải là trầm cảm nữa. Thì nếu ví dụ như mà ngoài ra nữa thì mẹ rồi không ngủ được, rồi mẹ cũng suy nghĩ nhiều, rồi thậm chí cũng ảnh hưởng tâm lý. Có nhiều người người ta ngủ không được là người ta cũng sinh ra trầm cảm luôn, và sinh ra bệnh tình càng ngày càng nặng đó. Cho nên là cô cũng phải kiểm soát bản thân nha cô, phải kiểm soát bản thân. Đường nào này mọi việc nó cũng diễn ra rồi, rồi chưa nói đến cái chuyện là con cái này kia sau này nó lớn lên thì cũng có nhiều cái hệ lụy về cái việc mà cha mẹ, với chẳng hạn như cha mẹ thôi nhau thì con cái này kia thì nó cũng không có được gọi là chăm sóc chu đáo. Đó cho nên là thậm chí nữa là kể cả em Xuân đến dậy suy nghĩ nhiều rồi không ngủ được, rồi cũng
sinh ra bệnh tình nữa, cho nên là qua đây nếu mà em Sáng có nghe được cái lời tha thiết của gia đình cũng như là qua qua cái sự nhắn gửi của Tuấn Vĩ á, thì nếu em còn nhận thức được điều này thì em mong em hãy quay về với gia đình để gia đình sớm ổn định lại. Vậy cô ha, rồi cô với em có muốn nói thêm điều gì nữa không thì chia sẻ thêm rồi chúng ta sẽ kết thúc buổi trò chuyện hôm nay, rồi nhờ cộng đồng chúng ta cùng kiếm giùm. Hiện giờ cô nhờ cộng đồng kiếm giùm hộ giùm con cô, mấy chục năm mẹ con sống chung nhau, Dạ. Rồi cô có tất cả mấy người con hết cô ạ? có hai đứa con rồi, cô thôi chồng lâu rồi, cô thôi chồng hồi năm 2005 tới nay. Dạ. Cô mặn hết, cô như mặn bao nhiêu sức để lo cho bù đắp cho con không, Dạ. chứ không có nghĩ đến bản thân, tại vì gia Dạ. đình mình cũng nghèo chứ không có gì hết, cho nên cô mặn Dạ. lo Rồi cho rồi con sau của cô là con gái hay con trai cô ạ? nó là Út, còn anh nó là tuổi dần sinh 86 riêng. Rồi thưa cô, con đã nắm được cái nội dung câu chuyện rồi. Còn hình ảnh của Sáng thì em Xuân có gửi tới cho anh mấy cái tấm ngồi với con rồi này kia đó ha, ngồi trên xe rồi này kia đó ha. Rồi giờ để anh chuyển tải lên nha. Rồi vậy cô với em cũng bớt lo lắng rồi, Tuấn Vĩ sẽ chuyển tải lên rồi mong được cái sự giúp đỡ của cộng đồng. Ai thấy Sáng ở đâu thì mong cô chú anh chị chúng ta báo lại giùm. Vậy thôi, cô cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nhiều. Giờ cô còn mong kiếm được con của cô. Cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi cô, rồi vậy con chào cô và bà chào Xuân nha. Ơn nhiều. Dạ, rồi bye bye. Dạ. Tuấn Vĩ xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Cuối buổi trò chuyện hôm nay thì Tuấn Vĩ cũng xin bổ sung thêm một số ý kiến để cho hiệu quả cho trong công việc tìm kiếm quý vị. Thì khi kết thúc buổi trò chuyện với cô với em thì cũng không nghe cô và em nhắc đến cái việc hầu tạ, và cũng có thể là quên hoặc là có thể do điều kiện khó khăn hay sao đó, thì cái việc đó để tính sau đi, để tìm được con người là trên hết. Vì vậy cho nên là nếu cô chú nào mà có biết được em Sáng ở đâu hoặc là có nghi ngờ ở đâu đó thì mong cô chú nhiệt tình và đến xác minh dùm cho Tuấn Vĩ. Và trước tiên là chúng ta hướng đến cái việc là chúng ta làm phước, còn sau đó nữa đó thì nếu ví dụ như mà cô chú mà có khó khăn hoặc là đang bận biểu công việc gì đó thì quý vị cũng có thể là cố gắng là tạo điều kiện đến xác minh, thì nếu xác minh đúng thì Tuấn Vĩ xin thưởng nóng là 5 triệu đồng. Còn nếu gia đình sau này có hậu tạ hay không thì cái việc đó là chúng ta tính sau. Thì Tuấn Vĩ xin được có ý kiến như vậy để cho nó hiệu quả cho trong cái công việc tìm kiếm, thì mong được cô chú anh chị chúng ta cùng giúp đỡ. Ngoài ra nữa thì trong cái buổi trò chuyện với em Xuân và cô Quân á, thì thấy em Xuân cũng ân hận về cái việc mà trước đây em cũng đã có quen một người bạn nào đó và có nhắn tin qua lại này kia để cho chồng em biết được thì chồng em buồn. Thì qua cái lời nhắn gửi này kia đó thì quý vị cũng thấy được cái sự mà em cũng đã ân hận về cái việc xảy ra. Vì vậy cho nên nếu em Sáng có nghe được hoặc là nếu cô chú anh chị trên cộng đồng có xem được cái câu chuyện này thì mong cô chú chúng ta cũng góp ý mang tính là xây dựng, chứ cũng đừng có những cái comment mang tính là ví dụ như xúc phạm hoặc này kia thì cũng tội nghiệp là thứ nhất. Thứ hai nữa đó là còn ảnh hưởng đến những cái việc tìm kiếm người thân của những người sau này nữa. Ví dụ như đôi khi người ta muốn lên chương trình nhưng người ta thấy cái sự chỉ trích của cộng đồng hoặc này kia thì người ta rất là e ngại. Vì vậy cho nên là làm mất đi cơ hội cho cái người mà người ta xa gia đình. Chẳng hạn như là có một người mẹ nào đó trước đây sinh con ra rồi do khó khăn, rồi người mẹ đó bỏ con ở hay là gửi cho ai đó, mà bây giờ lên thấy cộng đồng người ta chỉ trích những cái trường hợp trước thì người mẹ đó không có dám lên nữa. Thì người mẹ đó không dám lên nữa đồng nghĩa với cái việc là mất đi cơ hội cho người con nhìn lại mẹ. Thì cái điều đó rủi mà vô tình chúng ta có những cái comment mang tính là để đau lòng người khác thì coi như chúng ta cũng gọi là bị tổn phước.
thật sự là chúng ta ngăn cản những người đó, hoặc là chúng ta làm cho người khác buồn để dẫn đến những cái việc mà hệ lụy cho những cái việc sâu xa hơn, thì xem như chúng ta cũng không vui gì. Vì vậy cho nên là Tuấn Vị cũng tha thiết là mong cô chú anh chị chúng ta cũng thứ lỗi cho em Xuân, cũng như là mọi việc thì nó cũng đã diễn ra rồi. Bây giờ chúng ta tạo cái năng lượng tích cực cho nhau để mà khắc phục cái vấn đề đó. Và Tuấn Vị thấy em Xuân nay đã lên chương trình và cũng dám đối diện với sự thật, thì đó cũng là một cái điều đáng hoan nghênh, đáng hoan nghênh quý vị. Nên là rất mong được cái sự giúp đỡ của cô chú anh chị trên cộng đồng để cho những gia đình thất lạc người thân sớm có cơ hội để gặp lại, cũng như là những người thất lạc thì cũng có cơ hội để gặp lại gia đình. Và qua câu chuyện của em Xuân đây đó, thì xem như chúng ta cũng rút ra được cái bài học là tốt nhất chúng ta hãy nên trân trọng gia đình, trân trọng vợ con, chồng con, và không đâu bằng gia đình của mình hết. Ví dụ chẳng hạn như cái sự mà quen biết, hoặc là cái sự mà say nắng, hoặc là ví dụ như là trong cái việc mà trêu đùa, hoặc là gọi là các cái mối quan hệ mà ngoài luồng đó quý vị. Thì nếu ví dụ như trong cộng đồng có anh nào hay là cô nào đó đang còn có những cái mối quan hệ đó, thì chúng ta cũng phải nghĩ đến chồng con, nghĩ đến vợ con, để không xảy ra những cái việc như chúng ta vừa chứng kiến. Thì quý vị biết đó, là nó hệ lụy rất là lớn. Thứ nhất là rủi mà không có kiếm được thì người mẹ cũng rất là đau lòng, và người mẹ thậm chí nữa là mất ăn mất ngủ hoài thì sẽ sinh ra bệnh, và thậm chí nữa là trầm cảm hoặc là điên, giống như là em Sáng. Và ví dụ như việc đó có xảy ra thì cũng hệ lụy đến người vợ, rồi không chừng người vợ suy nghĩ nhiều, rồi đau buồn này kia thì cũng không có gì làm tốt đẹp. Ngoài ra nữa còn liên quan hệ lụy đến con cái nữa, cho nên nó ảnh hưởng đến cả một cái gia đình và những cái thế hệ khác nữa. Vì vậy cho nên là nếu trong cộng đồng mà có ai có những cái mối quan hệ này kia như vậy, thì chúng ta cũng phải suy nghĩ gia đình là số 1, thưa quý vị. Không ai bằng chồng con, không ai bằng vợ con hết. Cho nên là đối với em Xuân bây giờ em cũng rất là ân hận, em cũng biết rằng là không ai bằng chồng con hết, và nó gây ra hệ lụy rất là lớn. Vì vậy cho nên là cũng mong cô chú, anh chị trên cộng đồng chúng ta cũng lưu ý nha. Gia đình có để tình trạng cháy nhà xảy ra như vậy thì rất là đáng tiếc. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của cộng đồng, mong được cái sự hỗ trợ giúp đỡ của cô chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị nha.